có phải chị sâu sâu anh nhìn sâu sâu là của Tố Như. Chị Linh ơi, của sâu sâu của chị em của Tố Như vậy á? À? À ok. Chưa kịp có thông báo chứ không phải là không có thông báo nhá. Hello tất cả mọi người. Đâu có hú gì đâu đúng không? Mic bình thường mà. Mong mic hoàn toàn bình thường đúng không? Chào cò. Chào anh Dũng, chào anh ấy buồn, chào Bình. Trễ đâu? Vào đúng giờ mà. Ơ thì mọi người vào trước thì kệ chứ. Không mà trễ là mình đỡ phải xin lỗi nhau rồi. Em cũng vào đúng giờ mà. Em đang nghĩ lên thì idol từ không phải em sâu idol lên lại chứ. Đâu phải tại em đâu. Em vô tội. Chào Hao Nguyên Trung. Em có trễ đâu. Nãy giờ em đang nghĩ lên thì idol lên. Đợi em tí. Thích là thích. Hello anh Trang.
là anh Trần Đại Nam. Em tưởng mic nó bị tắt. Ờ đúng rồi, em thích ăn. Đối với em, nếu không thể đến bên nhau thì đó vẫn là một hạnh phúc lớn trân trọng. Trước giờ anh không thích con gái Hà Nội à? Sao mai Linh cãi tay đôi với anh nhiều thế á? Có á, em có cãi với anh á. Có gần Đan Phượng không á? Không biết. Trước giờ chưa ra Hà Nội. Mọi người hãy bỏ qua đi. Có đâu. Sao thế có? Mà con bảo là đi ngủ mà. Lúc nào Linh chả đúng. Ơ Linh đúng mọi người sai. Linh đúng thì sao lại còn là Linh cãi. Ừ nhỉ, bên này là Zoom công ty em phải hát. Đang ngủ á? Đang ngủ vẫn vào thoa được á? Đi đi bạn Linh. Bye bye anh. Sao đánh son xong thì nó bóng bóng nhỉ? Chấm son đi. Có lẽ anh phải nói ra để cho nhẹ lòng. Không phải là tối rồi nói chuyện cũng được đâu. Sao bên công ty là phải hát đấy? Có nên đánh son không nhỉ? Thôi, đi ngủ đánh son làm quái. Mệt người. Giờ hát là gì đấy? Tóc mượt quá, thích quá. Gội đầu rồi có khác. Cho kết bạn á, anh inbox cho em đi. Inbox chữ ngày buồn ấy. Anh inbox cái tên CC Talk của anh là ngày buồn vào inbox cho em rồi em kết bạn. Đánh một ít rồi mà hay là không đánh. Đánh rồi. Nhưng mà đánh son nhạt ý. Đánh cái son mà em bảo là gần như màu môi của em ý. Giờ hát bài gì? Mọi người bảo em hát bài gì? Hello Huy. Giờ hát bài gì rồi? Lúc nào khâu hát cũng là khâu rất là rất gì và nảy nọ. Bí thật sự không biết hát bài gì. Phải nói ra để cho nhẹ lòng. Họ đâu cần tôi à? Okay. Có lẽ ta chỉ có duyên. Nhưng mà sao tóc nó cứ bết bết nhỉ? Hay là tại lúc nãy dính mưa? Em vừa gội đầu hồi tối mà. Người con gái anh đã yêu rất nhiều. Hôm nay nói nhiều lắm rồi ấy. Chắc em cùng biết. Hồi nãy hai sâu ấy nói một cách kinh khủng khiếp. Cho em con gấu á? Không. Em tắm rồi. Tắm rồi mới thay đồ mới chứ. Thì lát nữa sâu xong em mới check. Chứ giờ em sâu em có ôm điện thoại được đâu. Lúc nào sâu mọi người để ý mà xem. Ít khi em cầm điện thoại lắm. Hôm nay có hai sâu rồi à? Em không nhớ. Họ đâu cần tôi. Giữa phố đâu xa lạ. Vì bên họ đã rồi khi màn đêm nhẹ buông giữa anh đen đường cô đơn nơi tôi vỡ òa niềm đau nơi đó khiến trái tim tôi hao gầy vì họ đã mang yêu thương đi họ chẳng cần nói với tôi điều gì. Họ cứ đi xa, lời ngọt nào nào từ đôi môi họ, xin gió thoáng bay để lại bên tôi, để cho tôi hết buồn, để cho tôi hết sầu, để những ngày dài nỗi đau. Giây êm đềm họ đã mang cho tôi rồi nhưng sao giờ họ lại mang đi yêu thương kia nhạt nhòa họ muốn đi
lừa dối trên môi. Đôi khi tôi nói với lòng mình là tình yêu này không dành cho tôi. Cô đơn đau lắm nhưng biết sao bây giờ, đã hết yêu rồi, đã hết yêu. Lời ngon ngào nào từ đôi môi họ, xin gió thoáng bay để lại bên tôi, để cho tôi hết buồn, để cho tôi hết sầu, để những ngày dài chân anh.
sáng gió nên chỉ cần được bên anh để sẽ chia, và dù cho ai có lỗi sẽ là em giữ chân anh lại, vì tìm được nhau với đâu. Chưa muốn lên không lên lại bảo anh tặng quà dạo. Em thì chỉ cần mọi người lên ghế ngồi cho có cũng được. Sao lại nghiện Linh Pass 2? Cảm ơn Phúc GT. Mọi người có hoa free nhớ lên cho em nhé. Ai on điện thoại thì vote giúp em 5 sao nhé. Ba mẹ anh cho 20 mâm rồi em về không á? Không. Cỗ nhà em không bao giờ có chuyện 20 mâm. Tại gì nữa nhỉ? Nếu em được chọn lựa. Hai mặt trời với em nhé. Em mà mở và nhớ em được chọn lựa đã. Cảm ơn Hàn, anh Hàn Vũ. À nhớ em được lựa chọn. Giả vờ thân anh được không cũng được. Bài sao em hát cho. Mặt trời của em thì em không cho em biết hát đâu. Ô, hai Hàn Vũ lận à. Nhớ sao có ghế rồi á. Tại sao? Chào Kevin of Sam Sam. Chào tất cả mọi người nha, chào những ai mới vào. Tại vì em sợ em bị kiểu lỡ chán con gấu. Ở đây một rừng gấu bo mà con nào phải nói rõ ra chứ. Chị nhớ ạc bướm. À nhớ. Anh không liên quan tới tên kia. Em cũng biết là hai người không liên quan. Chào anh Đỗ Huy. Bây giờ anh đi xin cưới vợ chỉ quy đổi ra mâm cỗ thôi à? Chỉ có cỗ thôi không đủ. Chào Bad Boy. Trượt tay bay rung. Mày đứng rung thì không muốn là rung nào. Thế con mèo muôn sao lưng chị mày nhớ à? Thật ra bây giờ nó phải quy ra nhiều cái. Thật ra là vàng hay là cỗ hay là bất kể cái gì thì nó cũng chỉ là về mặt vật chất thôi. Nhìn mặt tội quá. Mặt em á. Chào Nguyễn Viết Kỳ. À, run nhảy à? Bài này em không biết hát. Thế nên bài này em mở nhạc. Hẳn là không dám vô sâu. Lý do không được may mắn. Chào Nguyên 96. Mặt em kiểu ngơ ngơ. Em biết hát mặt trời của em không á? I love you. I love you. Game tự dưng được spam tim. I love you. Bây giờ kiểu em cứ mặc định thấy ai kiểu lên quà là em cứ nghĩ là người quen ấy. Dễ sợ lên quà xong rồi chạy. Đúng. Không phải đỡ được. Kiểu vào xả xuống ấy. Chào Bao Bao. Em sẽ học bài này cho anh Châu ạ. Được. Vì anh bảo anh chỉ yêu cầu bài này thôi. Thế nên em sẽ học bài này. Không phải chạy á. Idol bo thương là không dám ngồi nói chuyện á. Tại vì nếu mà kiểu yêu cầu nhiều bài thì em cũng không biết hát đâu. Nhưng mà yêu cầu một bài thì em sẽ có cố gắng học được. Em hát vợ tuyệt vời nhất á? Không. Giọng em hát được á? Không chắc đâu. Tại ngại dùng ạc chính á? Thì đấy là ạc clon à? Tức là cái ạc cá sấu kia là ạc clon à? Anh yêu em mất rồi á? Tại sao anh lại yêu? Em không biết bài gọi tên em trong đêm ý. Chuẩn chất người lạ ơi á. Ừ chị sâu đêm. Ôm sâu đấy, à thế sâu đấy. Sâu này là sâu thế. Vô ngồi cũng được á. Nhưng mà kể ra sâu đêm. Nhưng mà lúc nào em cũng thấy đông vui nhá. Này nhìn mà xem. Mọi người chat nhiều lúc em nói lại không kịp. Có những lúc thì mọi người chả chịu nói gì cả. Chào anh Kevin. Em không phải idol hot. Sao đến 2 giờ đêm mới đông á? Không.
Em tùy đó, lúc thì đêm đông, lúc thì ngày đông, chả biết đâu mà lần. Cứ cầm thỏi son lên định đánh, xong rồi nghĩ lại bảo thôi, đằng nào cũng đi ngủ thì đánh son làm gì, thôi lại cất. Chết rồi chết. Thật ra là tại vì kiểu đêm kiểu ít idol show hơn ý, ít zoom sâu hơn, thế nên là cái lượng member nó sẽ đông hơn lên ấy, tại vì ít chỗ coi. Cá sấu. Chào cá sấu. Em tên là Nguyên. Chào em. Em không biết hát bài cùng anh. Thật ra lúc nào cũng vắng á. Không. Zoom em được cái là cũng khá là đông vui đấy. Zoom em mở vắng á thì kiểu cũng hiếm để mà kiếm được zoom nào đông đông ấy. Tại vì zoom em nói rất là nhiều. Chào Lưu Tùng LS. Chị nhớ mà, chị đã bảo chị nhớ là chị sẽ nhớ. Hôm qua chị bảo chị nhớ rồi còn gì. Chào Nguyễn Thị Ngọc Khuê. Linh ở Hà Nội. Mặt trời của em. Mọi người có hoa free để lên cho em nhé. Em ăn điện thoại thì vô giúp em 5 sao nha. Thời gian trôi mãi, trôi nhanh đến được lại ở bên anh.
ngây ngô. Biết, nhưng mà bài đấy không hát được. Bài đấy khó hát lắm. Anh Nghĩa mà mới chơi thôi, xạo sự. Ừ, đấy, mới chơi 4-5 năm thôi chứ nhiều. Chơi thoát cửa hồi sẽ còn là game hàng đầu á. Ừ, mới chơi lúc 2014, giỏi lắm. Thoát cũng mới được tầm 4-5 năm thôi. Em bảo hát bài Giả Vờ Thương Anh được không mà. Nhưng mà dạo này em thấy em hay hát bài đấy. Còn bài nào nữa không? Không, em không hát được bài Yêu của mình. Thế thì em sẽ hát bài Có Em Chờ. Có Em Chờ, bài đấy hay hơn bài Yêu. Từ hồi nó sẽ mờ. Mình gặp nhau trễ quá, gặp sớm thì làm sao, mà gặp trễ thì làm sao. Mới chơi từ lúc Linh còn hay đi dạo, đi quẩy á. Ồ. Giọng em mà hay thế, giọng như con trai. Từ lần đầu tiên thấy bên nhau, em đã biết tim mình đang rơi rồi. Từ lần đầu tiên mỗi hôm chơi nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai. Cái anh cười con môi, cái anh lặng lẽ ngồi. Ngồi nhìn bóng tối lặng thầm, thời gian trôi. Người đàn ông chị không sâu tới 3 giờ được. Sâu bên Zoom công ty thì mỗi sâu chỉ được 1 tiếng thôi em. Bước về phía em, nơi mà anh thấy nắng mai. Nơi con tim em biết yên bình và mong thế thôi. Tình yêu là những ánh sáng ướt lạnh, đèn vàng hấp lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những giữa em từng đêm. Là chị check inbox á, có chuyện gì à? Mà dạo này anh để ý em. Ồ, độ này em đổi rồi, không đội mũ nữa. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút say yêu đuối không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn quá vì ai nhé. Con chưa có môi mềm thơm thơm, có gì mới bước thơm. Xuân hạ thu đông đeo có em chờ. Lịch sự mà, đâu phải đồ ngủ kiểu phản cảm đâu mà không được mặc đồ ngủ. Đúng rồi, em người Hà Nội. Giọng con gái Hà Nội cực thích á. Em thì không thấy thích, mà giọng em không hẳn là giọng Hà Nội. Tình yêu là những ánh sáng ngất lạnh, đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những dịu em từng đêm. Bây giờ nó bị lai lai. Em không biết hát bài Từ Hôm Nay.
Mở thì được. Con gà, à mà dù em bảo hát bài giả vừa cho anh được không trước mà. Ừ đúng rồi, giọng em. Không, giọng em không phải giọng con gái, như giọng con trai ấy. Ai bảo giọng em là giọng con gái? Giọng như vịt được ý. Thế bình thường auto hát thì là hát tặng chứ còn gì nữa. Lại còn bây giờ hát như thế nào nữa mới là hát tặng? Hẳn là giọng con bóng. Thì mọi người làm việc có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe đâu, hoặc là mua té. Em thu âm sẵn rồi lên mở ấy. Gớp, thế lại đầu tư quá. Kiểu mọi người chắc nhiều quá cũng khổ, mà chat ít quá em cũng không biết làm như thế nào.
Nói chung là nó cứ đều là được. Nhiều lúc không biết như thế nào một lần luôn. Nhiều lúc mà chả ai nói gì. Coi nhẹ hắn đã lọt vào tầm ngắm. Ồ đấy, rất chi là, nói chung là lại rất gì và này nọ, không biết thằng nào một lần. Đấy, sao tự dưng bây giờ lại không ai chat thì nữa. Cái lúc mà em không hát thì mọi người chat thoải mái đi, còn cái lúc mà em hát thì mọi người chat vừa thôi là được. Cứng chat ấy thì bây giờ kiểu lúc nào ngồi nói thì mình mở chat, xong rồi lúc nào ngồi hát thì mình cứng chat. Em chỉ biết bài Em Yêu Anh của Miu Lê thôi, không biết bài Em Nhớ Anh. Tạm biệt anh nhé, chắc Linh phải ra đi. Bởi vì Linh biết trái tim anh đã đổi thay, chẳng còn yêu em, chẳng muốn em bên cạnh anh như lúc đầu. Một người mới thay em mang đến cho anh bao vui buồn, và lần sau cuối em khóc cho người em yêu. Ừ, hát nữa này. Ai đồ hát nhạc Lệ Quyên không á? Không, ai mà hát nổi nhạc Lệ Quyên. Giọng em không lên nổi nhạc Lệ Quyên đâu. Thế giới em không còn ai, em vẫn cười. Và tập sống không ai, em bước đi trên đường mai sau. Rồi em sẽ nhớ anh lắm, anh có biết không hỡi người ơi. Nằm ôm ký ức quá khứ, em khóc trong chiều mưa rơi. Thật lòng em nhớ rất nhớ, anh mất đôi môi thua nào. Dẫu bao nỗi buồn, em quên anh trong từng cơn đau. Cô đôi thượng ngàn á, chưa? Em biết. Bác thì tụi em cười đều. Rồi cũng sẽ xa nhau, có thể chia tay trong từng dĩ. Một thanh niên và cũng có thể xa. Cho anh này buồn, mày là đổi tên đồ. Em không, em không nghĩ là em biết, em biết hát bài Cô Đôi Thượng Ngàn đâu. Em sẽ hát bài Em Yêu Anh nhé. Em chưa từng đau và khóc cho ai. Cái bài Quên Anh Trong Từng Cơn Đau này em hát nhiều lắm rồi. Bây giờ em sẽ đổi sang bài Em Yêu Anh của Miu Lê. Cười cái kiểu nhem một, kiểu nhanh 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 mép á. Tên này được em á, tạm được. Để tên là Ngày Buồn xong rồi mở ngoặc đã nghiện vẫn hơn là Ngọc Linh chứ. Hai thanh niên bị giết, đúng cái tội treo. Em sinh năm 95. Một vì sao đang bay ngang qua nói với em rằng anh đã đi rất xa. Một sáng kia như đang một mình, như chính em đang ở đây. Từng cơn mưa đang rơi dài nhanh, nhớ đến những lần đôi ta tay nắm tay bước chung một đường, có anh bên cạnh em. Thời gian trôi còn lại tôi, chiếc hôn theo mưa cuốn trôi. Ủa sao em thấy bài này nó sai sai nhỉ? Hình như đây không phải bài Em Yêu Anh. Ủa đúng bài này không? Đừng yêu anh với em sớm mơ, đừng xa em, đừng quên em anh nhé. Lại gần đây giây phút ấm áp, hãy đến được ôm anh chỉ một lần. Em sẽ đi, đi rất xa, và giọt nước mắt sẽ ướt đẫm khóe mắt nhận ra yêu anh như trọn đời. Anh bài này là bài I Love You, không phải bài Em Yêu Anh. À chính xác là bài Yêu Anh mới đúng. Ừ và sao thì nó cứ sai sai. Đổi lộn bài rồi. Sao mà cái người yêu cầu bài cũng không thể ý kiến gì hay là đi đâu rồi. Cười gì đấy, chào Minh Thùy. Ừ nó là bài Yêu Anh mới đúng, không phải bài Em Yêu Anh. Em đã hát
mày yêu anh bao giờ đâu. Bài này mới đúng này. Ai bảo treo. Yêu anh, yêu anh, yêu những giấc mơ. Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra. Yêu anh, yêu anh như chỉ anh thôi. Yêu anh hết thân này, yêu anh chẳng biết chi. Bằng tất cả những gì em có, bằng cả yêu thương, dù dấn thân vào mộng tôi. Yêu thôi, cứ yêu thôi, anh là ánh sáng, xin anh gần lại bên em, đừng rời xa. Xin đừng bỏ em mà lại, xin đừng dập tắt đi nỗi nhớ không tên. Theo em đến cuối cuộc đời. Yêu là chẳng nghe điều gì, yêu là chẳng tiếc chi. Dù mai nắng sau cơn mưa kia em sẽ đớn đau thật nhiều, nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo. Vì trái tim em không ai chắc sẽ ngừng đập. Giờ mà còn trang ngủ gì á, ngủ đến mấy giờ? Trên đùi gà ăn cơm đói muốn xỉu á. Em cũng chưa được ăn đây này. Hồi nãy vẫn kịp đi tắm rồi. Giờ chấp nhận xin lỗi hơn, không chấp nhận thì mình bắn tiếp. Bye bye anh Luca. Đúng, phải tặng nốt hoa đã. Rồi làm gì thì làm. Mọi người có hoa free nhớ lên cho em nhé. Ai on điện thoại thì nhớ vote giúp em 5 sao nhé. Ai chưa follow thì ấn theo dõi ở trên này để biết lịch sâu nhé. Hết. Bo có đòi xin lỗi đâu á. Ừ đúng rồi, Bo đâu có đòi xin lỗi đâu mà anh xin lỗi hả anh Ti. Nhưng mà thật ra là người ta làm sai là người ta tự động xin lỗi. Vậy là tốt. Cái bánh lúc nãy đâu á? Đây này. Em mới ăn được một tí à? Này, vẫn còn nguyên này. Xin anh gần lại bên em, đừng rời xa em. Xin đừng bỏ em ở lại, xin đừng dập tắt đi nỗi nhớ không tên. Theo em đến cuối cuộc đời. Yêu là chẳng nghe điều gì, yêu là chẳng tiếc chi. Dù mấy năm sau cơn mưa kia em sẽ đớn đau thật nhiều, nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo. Vì trái tim em không ai chắc sẽ ngừng đập. Ngày mai có 2 show thôi. Em có dám nói gì ai trên thóc này đâu trời ở. Chào Thắng Văn. Hello em, hello anh. Chào Nguyễn Viết Kỳ, chào tất cả mọi người nhé. Chào những ai mới vào Zoom. Thật ra thì em không hay ăn đồ ngọt nhiều đâu. Em thích ăn đồ mặn, không thích ăn đồ ngọt cho lắm. Đồ ngọt thì may ra kiểu lâu lâu thích ăn bánh kem thì ăn thôi, chứ ít khi ăn đồ ngọt lắm. Không nhớ lịch lắm. Hình như là một show bên 3 số 9, một show bên 3 số 7. Show bên 3 số 7 thì là 22 giờ. Show bên 3 số 9 hình như là 17 giờ. Để xem nào. Nhớ không nhầm thì là 17 với 22. Chính xác, 17 giờ với 22 giờ. 17 với 22 nhá. Ai đồ ăn gì mua cho á. Thôi, giờ còn ăn uống gì nữa. Giờ chả đi đâu được để mà ăn nữa. Giờ em chỉ ăn tạm cái gì cho xong cũng được. Không được chat ID Zoom không là bị bay tiếp đấy. Đi trà sữa hai sâu không hết là hiểu. Đâu trà sữa đâu, em muốn trà sữa hồi nào. Yên tâm đi, giờ anh mua sáng mai em mới ăn được á. Không thì em lại không cần. Em thiếu gì đồ ăn sáng. Mà vấn đề là em không ăn sáng. Em ngủ đến trưa rồi. Bữa trước á. Tại vì trà sữa nó ngọt.
Em chưa làm xong em chưa ngủ được. Xuống Nội Bài cũng phải mất 3 tiếng. Ừ nhỉ. Ở xa quá mà. Sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể
sai, sai từ ngay lúc đầu. Vì yêu anh có đợt sâu, để giờ đây nặng mang u sầu. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những đôi tay em đã gánh chịu? Từng ngày trôi qua là những nỗi đau không phai nhòa. Có bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấy em anh đã đi tìm? Như em từng mơ, em từng khóc vì anh. Cố dối lòng tỏ ra mạnh mẽ, mà sao trái tim em đã thế này? Một lần sau cuối em sẽ thôi khóc vì anh. Thật ra mắt em ở bên ngoài đẹp hơn mắt mọi người nhìn trên cam này nhiều. Trên cam này có nhìn được cái gì đâu. Trên cam này chỉ đại loại là nhìn thấy mắt cũng khá là to và sáng thôi. Mắt bên ngoài đẹp hơn nhiều. Thật. Cái này là em chắc chắn. Vậy là kết thúc. Sao nhiều năm nói cười, ta cũng không thể sai, sai từ khi bắt đầu. Vì yêu anh quá đậm sâu, để giờ đây nặng mang u sầu. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những đắng cay em đã gánh chịu? Từng ngày trôi qua là những nỗi đau không phai nhòa. Có bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấy em? Sao trái tim em đau thế này? Một lần sau cuối em sẽ thôi khóc vì anh. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những đắng cay em đã gánh chịu? Từng ngày trôi qua là những nỗi đau không phai nhòa. Có bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấy em? Sao trái tim em đau thế này? Một lần sau cuối em sẽ thôi khóc vì anh. Một lần sau cuối em sẽ thôi khóc vì anh. Anh Tòng đừng khen em. Không là khéo em lại chạy qua bên kia, em ôm sâu từ 2 giờ đến mấy giờ không biết bây giờ. Em về giúp mình em ôm nhá. Thật ra cũng không phải là siêng gì. Dung anh Tòng bây giờ thì rảnh mà. Đấy, tầm này qua thì thích ôm đến sáng cũng được mà, ôm đến trưa luôn còn được. Vì tầm từ giờ đến trưa đều trống sâu mà. Muốn yêu ai đó cả cuộc đời á? Em không hát về đấy đâu. Ảnh avatar chụp khi nào mà xinh vậy á? Ảnh avatar này em thay lâu rồi mà. Thật ra là avatar này, cái ảnh avatar nick này là một trong những ảnh độc quyền và em không bao giờ up lên Facebook. Được cảm giác ấm áp và sẽ không bao giờ phai. Còn nên ôm sâu tiếp không nhở? Hay là đi ngủ nhở? Mà có đi ngủ quái đâu, mang tiếng mồm kêu đi ngủ khô máu thâu đêm với linh hoa chắc chưa. Nhưng mà em nhận thấy một điều là kiểu giọng em buổi đêm nghe nó dễ nghe hơn ban ngày nhá. Giọng ban ngày lúc nào cũng như vịt được ấy, giọng ban đêm nó đỡ hơn một tí. Mặc dù ban đêm thì lại hát không tốt bằng ban ngày. Sao mọi người có hoa free ấn lên cho em đi, em gần hết sâu rồi. Cho em xin hoa free với vote 5 sao giúp em. Đấy. Với ấn theo dõi.
nghe ban ngày á. Ngày anh không on được. Tại loại là giọng ban ngày của em khỏe hơn, thế nên là nó mới tốt hơn, thì nó mới kiểu giống giọng con trai hơn ý. Tặng về su có hoa thật á. Anh thử tặng đi xem nào. Sao xong chị check in box á, giúp em á. Giúp cái gì? Chị không tốt bụng đến thế đâu nha. Không chắc giúp được đâu nha. Thì đêm hát nhỏ để mẹ ngủ á. Ôi giời ơi, không phải lo vấn đề em hát nhỏ để mẹ ngủ đâu. Mẹ em ngồi ngáy khí thế cái kìa. À không, nằm ngáy khí thế cái kìa. Kiểu sâu đêm em không dám ngừng nhạc ấy, vì sợ ngừng nhạc mọi người sẽ nghe tiếng mẹ em ngáy. I love you. Mấy lần rồi nhá. Đấy, lúc nãy cũng tại xong chạy, xong bây giờ tặng xong cũng chạy rồi. Vậy là đổi tên cá sấu đã nghiện, xong rồi tặng xong chạy mất dép. Có hôm vẫn nghe thấy đúng thật. Có hôm mình mở nhạc mà vẫn nghe thấy. Không thể đỡ được. Ờ, có người học. À, đừng bảo cá sấu là anh nhá. Lại là gì? Mẹ. Đúng, nội lực quá mạnh. Phải gọi người ta bảo là công lực quá thâm hậu. Có khi anh về bên anh sẽ là mãi vui. Hạnh phúc mà em muốn say. Có khi anh cần tay ơi thao chặt bỏ mặt mới ơi. Gió đông lại về nơi đây giá lạnh hơn xưa. Vì anh đã đi mang từng cơn gió trong qua mùa đông. Lại cô đơn. 59 nữa kìa, không quen á. Thế nhiên mày đặt đổi tên giống anh kìa. Cũng đổi tên là đã nghiện. Anh đã yêu. Hết sâu rồi. Có mẫu hồ bông tặng mốt trước khi hết sâu cho nên mình xin. Nó bị khủng kệ nó đi à. Bây giờ em sẽ zoom qua zoom 3 số 6. Mọi người theo em nhé. Follow me, follow. Em sẽ qua bên 3 số 6 em ngồi chơi một lúc. Lêu lêu. Ở đây.